Ôi trời ơi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Hoàng Vai Beyblade đây. Thì hiện tại thì mình đang muốn thông báo một vài thông tin khó thở quá. Đó là hôm nay mình sẽ không ra vlog nha các bạn. Mình sẽ để ngày mai đăng. Bởi vì là mình khá là bận ấy. Mình bận thật không phải lươn nha các bạn. Khá đấy. Các bạn nào không tin cũng được. Nhưng mà mình nói thật, tất cả là cái giá đỡ điện thoại ấy, mình để quên nhà anh Đức rồi. Thế nên là trong lúc đợi nó về thì tạm thời mình không ra video được nha các bạn. Nên là hãy đợi vài ngày nữa nó về mình mới ra video được nha. Còn mai thì mình sẽ đăng cái vlog trước. Đấy. Và mình cũng đặt khá nhiều đơn hàng rồi. Nhưng mà quả bay ấy các bạn, Beyblade ấy, thì con Flame nó đang ra cái con Camille rồi. Nhưng mà con đấy thì nó lại right spin các bạn ạ, nó quay phải. Nên thôi chắc là mình không review đâu. Kiểu mua về hơi phí tiền ấy. Đấy, đấy là mình thông báo như thế. Còn mai có video nha các bạn. Thề luôn, thề. Nói thật này, cái này không lươn nha. Không hề lươn, mai sẽ có video. Đấy ok, mình kết thúc clip ở đây nhá. Tại nói hơi khó thở tí. Ok, bye bye tất cả các bạn.